Theo các nhân chứng kể lại, khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 5, chiếc ô tô biển xanh xa hiệu Toyota có dán logo của lực lượng cảnh sát giao thông đang lưu thông theo hướng Hà Nam Hà Nội. Khi tới đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, thì bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào phần đuôi của chiếc xe tải mang biển kiểm soát 90C 02000 chở đất đá phía trước. Va chạm mạnh khiến phần nắp capo của xe thương hiệu Toyota bị biến dạng. Toàn bộ túi khí bị nổ tung, ba người ngồi trên xe tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại cũng bị thương nặng. Theo đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hà Nội, chiếc xe trên của đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Hà Nội, chở đoàn các cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ khảo sát tuyến đường, chuẩn bị cho công tác đảm bảo an toàn giao thông mừng đại lễ Phật đàn Liên hợp quốc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe cảnh sát giao thông chạy với tốc độ cao cộng với đường trơn, xe bị mất lái đâm vào chiếc xe ben đang dừng trên đường.